người này mù màu quá. Hôm nay màu hồng. Màu hồng hay màu đỏ ta? Trời luôn. Gấu đang nhìn kìa. Đó giờ mọi người coi bao giờ ăn xù phù lực. Ê, làm gì vậy bà? Đồ ăn. Đồ ăn hả? Hôm nay mình làm một cái clip thử thách đi em. 24 giờ ăn đồ theo mẹ. Bình thường là bữa giờ mình ăn là ăn đồ với chân châu, ăn đồ giác vàng tùm lum á. Bây giờ mình chơi ăn đồ theo màu đi. Hai mẹ 24 mình ăn giờ được không? Không, không được. Mình phải đi ăn nhiều món nhất có thể để tăng cái khả năng mà ẩm thực kiến thức của mình. Vậy mẹ ăn 4 giờ đi. Thôi bà. Tự nhiên 2 giờ 4 giờ bà này nhẹt dễ sợ luôn á. 24 giờ ăn hết nguyên ngày. Cố gắng tìm ra nhiều món cùng màu nhất có thể. Gì đây mình ăn màu gì? Màu gì thì bây giờ anh có chuẩn bị một cái app. Nó sẽ random ra xanh đỏ tím vàng vân vân gì đó. Ra được màu nào thì mình sẽ ra màu đó. Nhưng mà luật chơi này nha, là em tìm một món, anh tìm một món, em tìm một món, anh tìm một món. Tới chừng nào mà bí thì thôi, hiểu không? Mình phải random mình được ăn hả? Đúng rồi. Ăn mà sao khó khăn quá. Đúng rồi, ở đây là mình đã chuẩn bị một cái bảng màu gồm có xanh đỏ tím vàng gì đó. Bây giờ mình sẽ random ngẫu nhiên nó ra màu nào thì mình sẽ chọn màu đó nha các bạn. Màu gì đây? Nó ra màu tím. Màu tím ăn gì ta? Ơi, màu tím là màu hot trend năm nay luôn á mọi người. Màu tím khó quá các bạn ơi. Để suy nghĩ nha. Màu tím thì mình sẽ có gì? Thôi có cái gì vậy, bây giờ mình đi ra ngoài cùng nhau kiếm thôi các bạn ơi. Đầu tiên là anh cho lượt em đi trước. Đi có gì màu tím trước đây. Em sẽ màu tím có gì ta? À, có cái món em chưa ăn bao giờ nhưng mà nó cũng màu tím. Sao em nói chim? Tôi cũng biết món này nè. Ok, đi thôi các bạn ơi, theo chung mình đi ăn. Đừng quên là nhớ like video clip này thiệt là nhiều để ủng hộ tụi mình nha các bạn. Các bạn ơi, thì hiện tại là mình đang ở quán Thị Thảo. Ở địa chỉ là 300 AB Mỹ Tất Thành. Thì mình ở đây mình có thấy là có loại bánh tên là khoai mỡ đây. Nó màu tím tím nè. Cái này là chị đang chia cho mình luôn. Mình thấy một cái món này rất là lạ. Đây, cái bánh tiêu nhưng mà nhìn giống như là con mực ha. Thì là bánh tiêu bằng tay sao á. Em nhớ là em có coi trên Facebook á. Thì có một người quay. Dạ. Thì cái bánh này là bánh tiêu bằng tay. Trời thơm lắm bạn ơi, cái này bánh tiêu đậu xanh. Thế em mùi sầu riêng. Ủa sầu riêng đúng không chị? Đậu xanh sầu riêng. À bánh đậu xanh. Đấy chưa, tôi không thể nào lẫn lộn mùi sầu riêng được mà. Tại bà xanh đây không ăn được sầu riêng. Nhưng mà hôm nay chỉ ăn đồ màu tím mà. Cái này nên để cho Duy ăn. Tại hai đứa mình chỉ ăn đồ màu tím thôi. Đúng rồi, được ăn mấy màu khác. Nhưng mà thật sự xé ăn cái nghe mùi rất là thơm nha. Mình là một đứa fan cuồng sầu riêng. Đây, đây là cái bánh khoai mỡ mà tụi mình. Anh biết không mà. Nó còn nóng luôn các bạn. Đây bên trong nó màu tím tím nè. Mình không dám xé. À nóng quá. Nó như bánh tiêu vậy đó. Màu tím nè. Nhưng mà nó có được ngọt ngọt của khoai mỡ. Bánh rất giòn và nóng mà lạ nữa. Bánh này đã dứa hả chị? Đúng rồi, nè em thử đi. Dạ. Ok, cái món đầu tiên của em xong rồi á. Rồi anh cho em đi ăn cái món gì? Món gì hả? Món tiếp theo món gì màu tím ta? Món gì? À, tôi suy nghĩ ra rồi. Nhưng mà thôi, đợi tới quán rồi tôi sẽ cho bà coi. Đâu á? Theo chân mình nha các bạn. Thôi các bạn ơi. Các bạn ơi, hiện tại là mình đang có mặt tại một quán có tên là Bitcoin Coffee. Thì mình mới kêu một ly sữa tươi thanh long. Thì cái màu này á, nãy giờ bà Cindy bà cãi với mình màu này là màu hồng. Nhưng mình nói là... Nhưng mà mình nói là màu này là màu tím các bạn ạ. Nó nói là màu hồng mấy bạn, mấy bạn đây là màu hồng cánh sen. Bạn nào mà thấy nó là màu hồng á thì hãy để lại comment khẳng định cái điều đó cho mình nha. Nhưng mình là không thấy màu tím ở đây rồi đó. Hỏi Duy đi, màu này màu gì Duy? Hồng cánh sen. Màu hồng cánh sen. Cái này, cái thanh long nó màu tím mà. Quậy lên thử đi, nó ra màu tím không? Không, nó quậy lên nó sẽ ra màu hồng chắc chắn luôn. Nó đang màu hồng cánh sen, sẽ quậy lên sẽ ra màu hồng nha. Bây giờ cái ly này màu hồng của ông, mà hôm nay anh ăn màu tím không? Thôi đưa em uống đi. Màu tím, màu hồng. Đợt này là anh tối, phải hiểu bạn, anh chú phèo. Mấy người này mù màu quá, không hiểu màu hồng, màu tím. Mấy người này mù màu. Ok, bây giờ tới lượt của bà Sunny, bà kiếm cái món tiếp theo nha các bạn. Ôi các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ dắt anh Chuối và các bạn đi ăn một món nó đúng chuẩn màu tím luôn nha. Chứ không phải là màu hồng như là anh Chuối nói hồi nãy nữa. Vậy mình sẽ cho anh Chuối biết thế nào là màu tím. Tí thôi các bạn nha. Các bạn ơi, hiện tại là mình đang có mặt ở quán xôi lá chuối. Ê, bà định tới quán này mua món gì màu tím nha. Xôi mặn nó màu đen mà. Em sẽ mua là xôi lá cạnh. Là xôi nãy hả? Không, cái này cái hình này nó bị
điên rồi. Để em cầm cái khóa xô ra là anh sẽ biết là một tí phải nhân thế nào. Ôi thôi nó hấu á. Chưa. Ai đi thì coi xem thử là màu tím nó sẽ như thế nào. Mở ra bên mẹ. Trong nó màu đỏ hay màu đen cái cười hoài luôn. Không có đâu, sơn nắp cẩm á, ăn ngon lắm nha. Đó. Đây mới gọi là màu tím nè, trời nóng quá nóng. Đây nè các bạn thấy màu tím không? À đúng rồi, xôi màu tím. Ở trên thì có gì ta? Bên cà dế, đậu xanh với dừa và muối mè với đường nữa. Cái này là gói xôi ngọt. Một gói này em mua nhiêu? Cái gói này em mua là 12.000. 12.000, tụi mình mua ở xôi lá chuối ở chi nhánh Trần Hưng Đạo á các bạn. Rồi, thơm dễ sợ. Được, món này legit phù hợp, tiêu chuẩn là đồ màu tím. Ai như anh muốn gì không phân biệt được màu tím màu hồng mấy bạn. Không hiểu nổi luôn. Cái này nãy màu tím. Cái này màu hồng. Màu tím. Không. Màu này màu hồng. Màu hồng hay màu đỏ ra? Ok các bạn, thì bây giờ tụi mình sẽ đến cái quán tiếp theo. Là cái món tiếp theo đó là gì? Thì đến lượt anh chuối thử. Để hỏi mấy đứa học sinh nè. À. Mấy đứa, gần giường em có món nào màu tím không? Gợi ý cho anh với. Sinh tố Việt Quốc. Ok, hợp lý các bạn ơi. Nghe theo lời mấy bạn học sinh và bây giờ mình sẽ đi kiếm một quán mà có bán sinh tố Việt Quốc. Ok, cảm ơn mấy đứa nha. Bye bye mấy đứa. Bye bye. Mình nghĩ là chắc lần này anh Chú sẽ mua đúng một tí mấy bạn. Tại vì Việt Quốc nó là một tí. Nghe tên thôi là biết một tí rồi. Nhầm. Ăn nhiều quá. Các bạn ơi, thì mình đã tìm ra được cái một nơi bán sinh tố Việt Quốc. Thật sự nãy giờ đi trên đường mà chạy vòng mà hại não luôn á. Cuối cùng cũng tìm được một nơi bán cái này. Ủa, nó tên là Banana Berry. Ok, bây giờ mình sẽ chọn cái món thử. Đá là ngon rồi đó. Bà này thích uống sinh tố lắm các bạn. Có vị chuối đúng không? Kỳ quá. Kỳ quá là sao? Có vị chuối nó kỳ kỳ sao? Bà này không uống được vị chuối nha. Mình thấy mình thích vị chuối mà. Giống như bạn nào mà uống quay gì? Nhiều á sẽ rất là thích vị chuối. Em chỉ muốn vị quốc không thôi. Quốc thi vị quốc không. Nhờ nếu mà em uống vị quốc không thì nó sẽ chua nó. Chuối vô nó sẽ ngọt, nó vừa. Ngon, đúng chuẩn vị quốc. À, đúng chuẩn màu tím luôn. Nãy giờ tụi mình đã ăn hết 4 món màu tím rồi. Giờ thử coi Sunny tìm được cái món thứ 5 màu tím không? Đúng khó, đó. Bắt đầu khó rồi đó. Hay não hơn rồi đó bạn à. Có một cái món màu tím mà mình rất là thích ăn. Đó chính là chè khoai tím. Nhưng mà cái đó ở Huế mới bán nhiều. Ở Sài Gòn ai bán? Ủa, chè khoai tím thì nó sẽ nằm ở những quán chè. Mình đến quán chè để mình hỏi. Tôi dân Sài Gòn, tôi lớn lên là đó giờ tôi chưa thấy chỗ nào mà ở Sài Gòn bán chè khoai tím á. Món đó chỉ ở Huế thôi các bạn nha. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ đi di chuyển qua một cái quán chè. Mình đi ngang quán mấy lần mà mình chưa có đi vô ăn. Thì mình hy vọng là sẽ có món chè khoai tím. Món mình rất là khoái. Nên đi thôi các bạn ơi. Các bạn ơi, bả vô bả hỏi thử là bên trong quán Ý Phương có bán chè màu tím không? Nhưng mà mình khá chắc kèo là ở Sài Gòn sẽ không có món chè đó. Tại mình đọc trên mạng là chỉ có ngoài Huế mới bán thôi. Nhưng mà ở sao ngoài Nha Trang em có mà. Rồi, có không? Không. Không có hả chưa? Xin đi thua mình rồi. Các bạn ơi, hiện tại bây giờ đã 5 giờ chiều rồi và nãy giờ chạy mấy tiếng đồng hồ ngoài đường thì tụi mình không biết là ăn món gì màu tím nữa, tại vì tìm hoài tìm không ra và tụi mình đã quyết định một ý định, đó là chúng mình sẽ đi vào trong siêu thị và lựa tất cả những món màu tím mình mua hết rồi về nhà ăn. Không biết một tí nó vô siêu thị á, cái anh cameraman cầm cam có bị tịch thu camera không nữa. Tịch thu là xác định luôn á. Nếu các bạn không xem được clip này có nghĩa là anh cameraman đã bị bắt. Đã bị lập biên bản. Giờ chúng mình sẽ đi vô bên trong các bạn. A few moments later. Các bạn ơi, khi mà đi ngang qua cái hàng này á thì mình thấy cái này. Sữa Việt Quốc, mình sẽ mua cái này. Mà cái này màu tím không mọi người? Không, cái đó là nhiều màu, anh không được mua nhiều màu. Mà phải mua màu tím không hả? Các bạn ơi, đi qua hàng sữa mình thấy cái này sữa rồi bay màu tím, mình lấy luôn. Làm cái này nút bên trong là màu gì? Cứ thấy màu tím là mình sẽ lấy. Ui, nếp cẩm. Được ạ, ngon ạ. Các bạn ơi, mình tìm được món đầu tiên màu tím rồi. Rất là easy. Đây là kem khoai môn Merino. Đó, khoai môn là màu tím rồi. Để kiếm đến món tiếp theo nha. Thấy có hộp bánh. Bánh gì không biết nhưng mà nó có Việt Quốc là màu tím.
cộng mochi nữa, 1 tiếng. Mình lấy luôn. Giờ sau khi đi một vòng thì mình đã lựa rất là nhiều đồ màu tím. Chẳng hạn như ở đây là có bánh bao nè, phô mai, sữa trái cây, sữa chua nước cẩm, rồi bia gì đó, vitamin khoáng chất, kem, rồi kẹo vân vân. Đặc biệt có xúc xích màu tím nè. Không biết là bà Cindy bà đang lựa tới đâu rồi. Chắc bây giờ mình sẽ lựa thêm. Mình nghĩ là như đây mới khoảng tầm 10 món à, chưa đủ đâu. Để lựa thêm nha các bạn. Ở đây đúng không? Nè, cái hộp màu tím, cái này cho màu vàng, màu trắng. Okay. Các bạn ơi, đang đi thì mình thấy ở đây có bánh Orion kem lạnh vị Việt Quốc. Thì cái này phải màu tím không em? Màu tím á anh. Màu tím thì mình sẽ lấy luôn nha. Mình rất là thích ăn bánh Oreo. Các bạn nào mà thích ăn bánh Oreo giống mình, đây là comment bên dưới cho mình biết nha. Đi ngang tiệm sô cô la thì ở đây có một cái sô cô la màu tím không nè, 39.100g nên mình mua 200g. Mình nghĩ là cái đồ trên siêu thị này là mình bỏ thu rồi các bạn, mình mua rất là nhiều đồ màu tím. Đây thì mình sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cái này đó là 8 món. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ đi tìm anh chuối và tụi mình sẽ đi tính tiền luôn. Còn biết anh chuối đã mua xong chưa rồi, cái vật của mình thì đã xong hết rồi. Thôi bà mua ít quá, tôi mua được 10 món thôi. Mua nhiều lắm luôn. Nhưng mà có những món là không phải 1 tiếng, em chỉ mua những món từ bên trong 1 tiếng thôi. Bên trong 1 tiếng nè, 1 tiếng nè. Mà chắc chỉ cái này đã 1 tiếng đâu. Số lên trong 1 tiếng nè. Chắc chắn là không luôn. Ok, muốn biết nè. Coi nè, pho mai này không phải 1 tiếng nha, chỉ có bao bì 1 tiếng thôi. Biết đúng hay không á, thì giờ tính tiền về nhà nộp ra xem thử coi cho Khanh chấm điểm nha các bạn. Bây giờ tụi mình sẽ tính tiền và đi về nhà xem thử là đứa nào mua được nhiều đồ màu tím nhất. Các bạn hãy đón chờ xem. Cái này phải màu tím không mọi người? Cái này màu đỏ nè. Màu màu luôn á. Anh thấy màu này màu đỏ thẫm. Cái này là nước táo. Cái này là màu đỏ thẫm. Có tí xanh nữa, có tí nữa. Quay clip này xong thật sự nói với các bạn là tụi mình sẽ màu màu luôn á. Không phân biệt được đâu là màu chính xác là màu tím. Các bạn ơi, nãy giờ sau khi mua hết siêu thị những món đồ ăn màu tím thì tổng thiệt hại của tụi mình là 604.000. Và bây giờ thì thật sự buồn ngủ và mệt mỏi lắm rồi. Chắc là bây giờ tụi mình sẽ về nhà, sau đó sẽ... Đi thôi. Hiện tại là bây giờ đã tối rồi, tụi mình cuối cùng cũng đã lết xác được về tới nhà. Má ơi sao nhiều trời ơi. Ok, để coi ở đây chúng ta sẽ có gì nè. Món đầu tiên mình sẽ ăn đó chính là kem quơ. Kem đây. Ok, kem này chắc hình như nó chảy. Kem nó chảy ra luôn, tiêu rồi. Kem này em nghĩ nó cũng chảy rồi. Thôi mình để kem ăn sau đi. Mình sẽ ăn một cái bánh này trước. Trời ơi, quá trời đồ ăn luôn ha. Các bạn ơi, ở đây mình thấy là một cái hũ xúc xích màu tím. Xúc xích sốt chanh dây mà màu tím hơi ngộ ha. Gấu nó đang... Đây là một cái bánh Việt Quốc, bánh Nhật. Cái này bánh xốp đúng không? Bánh xốp bên trong màu vàng. Gấu nó đang quẩy quẩy đuôi kìa. Nó muốn em cho. Nhưng mà vị Việt Quốc. Vị Việt Quốc hả? Ừ. Cho gấu ăn thử đi. Không. Cái này là màu tím nè. Cái đó là gì vậy? Sô-cô-la. Trời ơi, có sô-cô-la màu tím luôn. Đúng rồi, lúc em đi lên trên siêu thị em mua thì em nghe một tiệm sô-cô-la nãy em có nói mà. Để ăn thử sô-cô-la nha. Màu tím đó là vị gì? Trần Duyên ơi. Vị sô-cô-la. Ê, màu tím nó ngoài nó không có vị gì luôn á. Vị sô-cô-la. Chuyển qua một cái món khác. Đây là cái gì? Ủa, này là gì vậy? Ủa, cái này đồ ăn Thái. Cái này là bọng xoáy không hạt. Ê, cái này anh mua nè. Really cái này có 16.000 bì à. Rẻ lắm. Anh xé cho. Đúng thử sữa đi. Duy cùng nè. Sữa một bì. Có sữa một tí không biết là sẽ bị vị như thế nào. Cái này là giống như là Yakult á. Tốt cho sức khỏe, tốt cho tiêu hóa. Nhưng mà chú giờ mình chú uống một tím nè. Chú uống bị tím nè. Cái mận nó bự, quả mận nó bự lắm em. Quả mận nó vậy nè. Nằm bên trong quả màu tím không? Ăn thử này đi. Cái này chỉ có màu tím thôi, không có vị gì hết. Anh uống thử em. Có vị chua giống như da cua nè. Nhà cái bịch này tức ghê dễ sợ luôn á. Nó là kẹo. Vẫn. Nó là hoa quả sấy khô. Sấy khô đâu có khô anh, em thấy gì.
Cái bịch này 16 ngàn có duy nhất là 5 cục mận luôn. Hồi nãy mình ăn một cục, ở đây còn 4 cục nè. 1, 2, 3, 4. Trời tức dễ sợ luôn hết trơn. Giờ mỗi cục 3 ngàn. Hồi nãy mày có mua một cái hộp gọi là cơm rượu nếp thang. Đây, đó là cơm rượu. Trời ơi, mùi rượu lắm luôn nè mấy bạn thấy không? Nhưng mà nó màu tím nha. Mình bỏ xúc xích vô mình ăn. À, đây. Sẽ ăn thử cái này. Trời luôn. Gấu đang nhìn kìa. Nó như uống rượu, ôi nồng. Trời ơi, này cú lừa tôi rồi, bên trong xúc xích tháo ra không phải màu tím. Còn món này bé gấu đen trông chờ để được ăn đấy bạn. Cây thứ hai không phải màu tím luôn. Ủa, như... xúc xích mà sao màu tím không? Ai biết, bên ngoài để màu tím, anh tưởng là xúc xích này màu tím nhưng mà... Khùng quá, cứ hợp. Nên hồi nãy mình mua những cái món gì mà mình thấy cái biển màu tím nhưng mà bên trong không phải màu tím thì mình không mua. Tại vì nó sai quy định, anh chú đã làm sai quy định rồi. Đâu để coi các cái mực xốp trên dây, xốp trên dây phải màu tím không? Màu vàng. Tại sao người ta thiết kế cái nhãn hiệu ngoài màu tím trong khi đó sản phẩm bên trong không phải là màu tím nha? Người ta thích. Đây cái bánh gì đây? Lại là một em bánh. Hy vọng là em bánh này nó sẽ giống cái hình nha mấy bạn. Chứ không là lừa tình nữa. À, màu tím nè mấy bạn ơi. Nó giống như là bánh gạo vậy đó. Thôi quá may là giống hình. Bánh gạo màu tím à? Bánh gạo màu tím đúng rồi. Vì gì em? Không có vị gì hết trơn á. Không có vị gì màu tím chi? Nó thích lại màu tím. Lạt nhách rồi, lạt nhách luôn à, không có vị gì hết á. Các bạn ơi, còn rất là nhiều đồ ăn màu tím nhưng mà tụi mình ăn không hết. Ở đây bao gồm có bánh bao nữa, bánh bao bên trong. Mà bánh bao này phải hấp rồi bắt đầu mới ăn được. Nên mình nghĩ là chắc là mình sẽ ăn thêm vài món rồi xong rồi sẽ kết thúc video rồi. Thật sự, nãy giờ mình rất là thích ăn kem. Coi không biết là kem này vị gì bên trong nữa. Tại vì chữ Thái Lan không à. Em nghĩ là màu tím thì kem vị khoai môn. Kem vị khoai môn. Giờ ăn màu tím mà ra vị matcha nó mới sốc nè. Ngon em. Như em nói, vị khoai môn. Đúng rồi, chỉ có một tím này làm, chỉ có khoai môn làm kem thôi. Chứ hồi gì đâu có một tím này mà làm kem đâu. Ngon lắm các bạn. Các bạn ơi, hiện tại là nãy giờ tụi mình ăn no rất là nhiều và rất là ngán. Và bây giờ mình đang bày ra những cái món này để cho những thành viên còn lại ở gia đình này. Mọi người thích món nào thì ăn món đó nha. Đó giờ mọi người có bao giờ ăn sô-cô-la? It was at this moment that he knew he fucked up. Mình nói rồi, thật sự sau khi mà quay xong cái clip này, cảm giác của mình bây giờ là bị mù màu và cứ bị choáng khi mà nhìn một cái gì đó quá nhiều. Giống như mình nhìn màu tím quá nhiều và bây giờ cảm giác của mình rất là loạn. Nãy giờ thì mình đang định hỏi mọi người là đó giờ mọi người ăn sô-cô-la mà màu tím chưa? Thì mọi người cứ ăn thử đi và coi nó có vị gì thì trả lời giúp anh nha. Anh sắp nhức đầu, sắp chết rồi. Đó, đổ bịch luôn mọi người. Sao không có vị gì em? Có vị đường. Vị gì nữa? Chỉ có đường với bột thôi. Chính xác, chúc mừng em. Ngoài ra có vị sô-cô-la nữa. Màu tím nó là chỉ để thập phẩm màu thôi chứ không có tác dụng gì á. Không hề có vị Việt Quốc hay là khoai môn gì á. Nha, anh recommend, anh nghĩ là món này sẽ ngon nè. Nhưng mà cái hộp này màu tím, mình tháo ra thử coi nó màu gì nha. Màu này phải màu tím không mọi người? Cái này là sữa chua. Ăn thử đi em. Nhạp. Bây giờ mình bỏ cơm rượu vô sữa chua có. Sữa chua mọi người. Đang ăn bánh màu tím nha. Đây bánh bông chì, bánh bao. Em ơi, đại diện. Đi cùng mẹ cả là đi đâu? Sô cô la, cơm. Cơm rượu, nếp cảm với sữa chua. Ok và hy vọng là các bạn thích video clip này và đừng quên nhấn like và đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông ủng hộ cho Cindy các bạn nhé. Còn bây giờ thì bye bye.